câu chuyện trí huệ Phật giáo. Thắp đèn cúng Phật chứng được thánh quả. Ấn Độ, nước Ma Kiệt Đà. Mỗi năm vào ngày 15 tháng 7, Đức Phật Thích Ca Mâu Ni thường đi ngang qua con đường này. Khi ấy cư dân ở trong vùng đều sẽ thắp đèn sáng lên để cúng dường Phật Đà. Dương Kiếu, nơi này tại sao lại thắp đèn như vậy? Khởi bẩm đại sư, hôm nay là ngày 15 tháng 7, Phật Thích Ca Mâu Ni sẽ đi ngang qua nơi này, cho nên bá tánh ở nơi này mới thắp đèn sáng lên như vậy, cúng dường cho Phật Đà. Thích Ca Mâu Ni Phật là cái gì chứ? Tại đây mới chính là Phật Đà chân chính. Người mau đi nói với tất cả những người ở nơi đây, mau tắt hết đèn, nếu không thì ta sẽ bấm báo lên đại dương trừng phạt bọn họ. Gì hả? Cư nhân vẫn còn một nhà không chịu tắt đèn sao? Đệ tử tốn đã không biết bao nhiêu lời rồi, cứng rắn mềm dẻo đã nói hết rồi, nhưng những người đó sao còn vẫn không chịu khuất phục? Vậy thì đừng có trách ta vô tình, mau theo ta vào cung bấm trên đại dương đỉnh đoạt. Đại dương quá là đường kiếm lợi hại. Pháp sư, đêm hôm tới đây có chuyện gì sao? Khi nãy ở trên thị trấn, cư nhiên là có người thắp đèn cúng dường Đức Phật Thích Ca Mâu Ni, hiển nhiên là bất mãn với đại dương, có ý đồ mưu phản. Người đó chỉ là thắp đèn thôi, đâu có đến nỗi nghiêm trọng như ngươi nói đâu. Đại dương, chẳng lẽ người đã quên rồi sao? Thích Ca Mâu Ni Phật chính là người mà Tiên Dương đã tôn sùng. Đại dương, người mau đại nghĩa diệt thần. Sau khi giết chết Tiên Dương, Thích Ca Mâu Ni đó luôn ở sau lưng phỉ báng ngài. Nay người kia dám mạo phạm những điều tối kỵ của trời đất, thắp đèn sáng cho Thích Ca Mâu Ni Phật, hiển nhiên là muốn... Ê, không cần phải nói nữa, ta thực sự là muốn xem coi ai mà dám to gan như vậy. Muộn thế này rồi, các vị quan gia, xin hỏi là có việc gì vậy? Đại dương có lệnh, lệnh cho ngươi phải lập tức tắt đèn ngay. Hả? Nhưng pháp lệnh của đất nước chúng ta không có điều luật nào là cấm bách tính thắp đèn trong đêm cơ mà. Dân nữ tham kiến đại vương. Đứng dậy nói chuyện đi. Tạ đại vương. Ta hỏi người, là vì chuyện gì mà đêm hôm thắp đèn sáng như vậy? Khởi bẩm đại vương, ban đêm nếu như có ánh đèn, con đường đi phía trước có thể nhìn thấy rõ ràng, không sợ dẫm phải bùn nhơ, không sợ loài sói lang gầm sủa, còn có thể khiến tâm sanh khởi trí huệ nữa. Người có biết đêm nay Thích Ca Mâu Ni Phật đi ngang qua nơi này phải không? Dân nữ biết, chính là vì Phật Đà sẽ đi qua nơi này, cho nên dân nữ là càng phải thắp đèn cúng dường. Thích Ca Mâu Ni chỉ biết dùng lời yêu mỹ, tại đây mới chính là Phật Đà chân chính. Dân nữ nghe rằng mỗi con người chúng ta đều có Phật tính, chỉ cần buông bỏ vọng tưởng, phân biệt, chấp trước thì đều có hy vọng thành Phật. Những điều này đều là do Thích Ca Mâu Ni Phật nói sao? Dạ phải, thưa đại vương, Phật Đà còn chỉ dạy chúng tôi phải biết hiếu kính cha mẹ, tôn trọng sư trưởng, như vậy mới có thể gia đình hòa mục, quốc thái, dân an. Đại dương, cô ta chính là đang chế giễu, giết ngài giết hạ Tiên Dương, nguyên rủa đất nước của chúng ta không có ngày nào được yên ổn. Dân nữ to gan, cư nhiên là không biết trời biết dưới. Bản vương hỏi ngươi thêm một lần sau cùng, ngươi thực sự vẫn kiên trì thắp đèn cho Thích Ca Mâu Ni phải không? Đại vương, Phật Đà du hành qua đây, mỗi câu mỗi chữ giảng dạy đều như châu bảo, ngài ấy chính là kiểu mẫu cho bách tính, là hy vọng của quốc gia chúng ta. Câm miệng. A-mi-tô-phô.
Xin hỏi Phật Đà, con ngẫm nghĩ mình tiền kiếp không hề tích lũy được công đức to lớn gì, tại sao sau khi chết đi lại có thể đầu sanh về cung trời Đao Lợi, còn được trở thành tiên nữ? Điều này là do quả báo thắp đèn của con ở tiền kiếp mà được như vậy. Từ đó về sau, cô gái nhiều lần bay từ thiên cung xuống để nghe Đức Phật Thích Ca Mâu Ni giảng dạy Phật Pháp, sau đó chứng được sơ quả Tu Đà Hoàn. Công đức của việc thắp đèn có thể đạt được 8 loại quả báo khoái lạc phân biệt gồm: 1. Mắt sáng rõ tốt đẹp. 2. Quan niệm chính xác. 3. Được cụ túc thiên nhãn, có thể nhìn xa và tường tận sự vật. 4. Sẽ không phá giới. 5. Trí huệ viên mãn, chứng đắc niết bàn. 6. Hành nghiệp thiện không gặp khó khăn và trở ngại. 7. Thường được gặp Phật, làm con mắt của tất cả chúng sanh. 8. Làm chuyển luân thánh vương, Đao Lợi thiên vương hoặc Đại Phạm thiên vương. Thank you.
Nam Mô A